Trưa nay 20 tháng 12, Phương Lực Hoành đã đăng tải trên Weibo dòng trạng thái dài, gửi lời xin lỗi đến cha mẹ, Lý Tịnh Lôi và các con. Nghĩ tới nghĩ lui thì đàn ông vẫn nên gánh hết trách nhiệm. Tôi không giải thích cũng không bào chữa gì thêm nữa, chưa xử lý tốt chuyện hôn nhân, đem đến rắc rối cho mọi người, chưa mang đến cho công chúng hình ảnh là một thần tượng nên có, đều là lỗi của tôi. Tại đây, tôi nghiêm túc gửi lời xin lỗi đến cha mẹ tôi, Tịnh Lôi và các con. Đã ly hôn rồi, tranh cãi về quá khứ là điều vô nghĩa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chú ý đến lời nói và hành động của mình, sẽ đảm đương trách nhiệm của người cha, người con và người của công chúng. Về đời sống kinh tế, tôi sẽ dốc sức chăm lo cho Tịnh Lôi và các con. Tôi tạm thời không làm việc nữa, dành thời gian ở cạnh bố mẹ và các con, bù đắp lại những tổn thương mà đợt phong ba này đã mang đến. Tịnh Lôi, chúng ta còn phải cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy ba đứa trẻ. Ngôi nhà mà em đang ở, anh sẽ chuyển tên sang cho em. Anh sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình nuôi dạy các con, cũng sẽ chịu mọi chi phí. Chuyện này chắc chắn chủ yếu là do tôi xử lý chưa thỏa đáng. Lần nữa, xin lỗi mọi người. Trước lời xin lỗi này, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận mỉa mai. Ủa vậy, cuối cùng anh nhận sai cho có hả? Sao không nói rõ là sai như thế nào, sai ở đâu? Anh không sai, chắc chúng tôi sai. Nói được làm được nha. Nhận sai vì là đàn ông, chứ không phải vì thật sự biết sai. Muộn rồi cưng, chị Lôi anh ta trễ hẹn rồi, tới luôn đi chị. Không phải là vì đàn ông hay đàn bà mới phải thừa nhận trách nhiệm hay không, mà đã làm gì thì phải thừa nhận chịu trách nhiệm với việc đã làm. Vẫn chưa có giải thích xin lỗi chính thức, tỏ ra cao thượng, muốn dẹp im mọi chuyện, thật khiến người khác tức điên. Quả nhiên, mọi nghi ngờ chị Lý đưa ra câu nào câu nấy, đáp án đều rõ mồn một. Anh Vương, anh lãng phí tài nguyên xã hội, còn muốn chơi đùa với truyền thông. Anh tưởng còn có tiền có thế là có thể bắt nạt được người khác. Hôm nay, vì chị Lý còn có sức đáp trả, nếu là người yếu thế hay không tất sắc thì đã bị nhà họ Vương các anh ép đến cùng. Anh nợ công chúng một lời giải thích. Trước đó, trong bức ảnh tâm thư dài Phương Lực Hoành đăng tải, anh không hề thanh minh về lời tố ngoại tình hay quan hệ với gái làm chơi. Điều này càng khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Ồn ào đời tư khiến danh tiếng Phương Lực Hoành bị ảnh hưởng, mất các hợp đồng làm đại sứ hình ảnh quảng cáo. Nam ca sĩ vốn được xem là huyền thoại trong làng nhạc, bỗng chốc trở thành kẻ bị hàng chục triệu người chỉ trích chỉ sau một đêm. Các nhãn hàng cũng quay lưng, hủy hợp tác với Phương Lực Hoành. Anh hiện cách ly tại khách sạn ở Đài Loan sau chuyến công tác ở Trung Quốc. Bộ phim truyền hình Đại Quyết Chiến của đài CCTV quy tụ hơn 30 diễn viên tên tuổi của showbiz vừa được lên sóng hơn 10 ngày cũng đã vội vã cho bay màu Phương Lực Hoành. Anh chàng không tham gia đóng phim mà chỉ trình bày ca khúc nhập phim chính thức mang tên Thốn Tâm, song ca cùng Đàm Duy Duy. Tuy nhiên giờ đây, ở phần credit cuối phim, cái tên Phương Lực Hoành đã bị che mờ, phần ca sĩ chỉ còn lại Đàm Duy Duy. Theo nhiều blogger đưa tin, đây là quyết định trực tiếp từ phía CCTV sau nhiều vụ lùm xùm của nam ca sĩ. Chưa dừng lại ở đó, phần hát của Phương Lực Hoành cũng bị loại bỏ, đồng nghĩa với việc OST Thốn Tâm chỉ còn lại lời bài hát của nữ ca sĩ họ Đàm. Hiện tại, đây có thể được xem là động thái phong sát đầu tiên đối với Phương Lực Hoành, kể từ khi y bị vợ cũ tố cáo hàng loạt hành vi dâm ô, thậm chí còn mang gia đình, bố mẹ ra đỡ đạn và nghi vấn môi chài blogger bị đặt tin về Trương Nghệ Hưng để lèo lái dư luận.